Xin chào mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một số cây mà đang có tại showroom cây đời nhé mọi người. Thứ nhất là đây, mọi người thấy không? Như mọi người đã thấy là ở đây có một dàn dây leo như thế này. Đó, đây là cây vạn niên thanh này. Mọi người ơi, cái loại vạn niên thanh này thì sống rất là khỏe và nó ưa nắng như thế này, mình để ra ngoài như thế này thì nó sẽ tốt cho cây đó. Nó một dàn dây leo đẹp không ạ? Như này là cây lan tim này. Cây lan tim này thì có hình lá nhỏ và nó mọc đối xứng nhau, rất là đẹp luôn. Đó. Bên cạnh cây lan tim đây là cây son môi nhá. Mọi người thấy rõ không? Cây son môi này nó đang có hoa màu đỏ rất là đẹp. Đó. Đó. Và lá của nó cũng sẽ mọc đối xứng nhau, từng lá một như vậy. Đó. Đây. Mọi người thấy không? Rất là đẹp. Mọi người hãy qua showroom cây đời để ủng hộ nhá. Đó. Còn bên này nữa thì cũng có một số cây mà như vừa nãy mình có chia sẻ, đó là cây son môi này. Hoặc là cây đô la đây. Cây đô la này thì cái lá của nó hình cái đồng xu ấy mọi người. Đó, rất là đẹp, rũ xuống như thế này. Thì mọi người có thể treo ban công, cửa sổ và những cái nơi nào mà mình treo được là mình có thể treo hết nhá. Đây, còn cây này là cây lan tiểu quỳnh. Nó cũng đang có nụ hoa luôn mọi người ơi. Đó, rất là đẹp. Thì cây lan tiểu quỳnh này thì nó là thuộc họ xương rồng nhá mọi người. Sống rất là dai và khỏe. Lá của nó là hình xương rồng nhưng mà nó không có gai, nó là kiểu mềm mềm đó mọi người, dạng mềm. Đây, tiếp theo đó là một số dàn ở trong nhà. Đó, một số dàn ở trong nhà thì gồm có là cây cây bình an. Cây bình an này rất là khỏe, đẹp và nó lên mầm khá là tốt. Đó. Một số loại cây như là cây cây này là cây hạt dưa vỏ. Cây hạt dưa vỏ ốc này. Cái chậu ốc này mọi người. Đó, hạt dưa này rất là đặc biệt, là cái viền của nó là màu trắng. Đó. Và nó là màu xanh nhạt nhạt nhé mọi người. Rất là đẹp. Và cây này cũng rất là khỏe. Cây tiếp theo là cây cũng là kiểu lan tim. Lan tim côn minh mọi người ơi. Lá của nó sẽ nhỏ hơn cả với cả lan tim Việt Nam mình. Đó. Lá của nó nhỏ và đẹp hơn, có hình dạng trái tim và nó có rất là nhiều mầm và khá là đẹp. Thì một số loại cây này thì nó rất là dễ sống và dễ chăm sóc mọi người ơi. Đó. Đây, tiếp theo ở dưới này. Ở dưới này thì gồm có là cây lá măng này, hay còn gọi là cây thủy tùng. Mọi người nghĩ. Đó, cây lá măng hay còn gọi là cây thủy tùng. Thì mấy loại cây này thì rất là dễ chăm sóc, mình chỉ cần tưới nước đầy đủ để cho đất nó có độ ẩm nhất định để cho cây có thể phát triển và hút nước nha mọi người. Đó, cây này thì khá là đẹp và cái lá của nó là hình kim nhỏ nhỏ như thế này. Và nó mọc xòe ra đấy, lá của nó xòe ra đấy như thế này. Đẹp lắm mọi người ạ. Đó, tiếp theo là cây kim ngân này. Kim ngân thì bên em đã có một cái size nhỏ này, size để bàn mini và cái size chung như thế này. Đó. Đẹp không mọi người ơi? Cái này là cây kim ngân một thân nha mọi người. Trồng đất. Cây kim ngân này thì có lá của nó khá là đẹp. Nó xòe ra 5 cánh hoặc là 6 cánh, 7 cánh. Đó. Mà hầu hết là nó sẽ chỉ có 5 cánh thôi hoặc là 6 cánh. Nó khá là đẹp mà nó xòe ra như thế này mọi người ơi. Đó, cây kim ngân này thì rất là dễ chăm sóc và cây kim ngân này thì hợp với cả tất cả các loại tất cả mọi người, vì nó hợp với cả mọi mạch kim mộc thủy hỏa thổ, làm cả năm mạch đều hợp với cả cây kim ngân này. Đó. Tiếp theo đây là cây hồng môn mọi người ơi. Cây hồng môn rất là đẹp luôn. Đó. Hoa của nó là màu đỏ cộng với pha chút một chút vàng của cái nhũ này. Đó.
Và lá lá mà lá già thì nó sẽ có màu xanh đậm thẫm như thế này, và lá non thì nó có màu xanh nhạt nhạt vàng vàng như thế này mọi người ơi. Đó, cây hồng buôn này là một cây thân thảo, thân của nó thẳng, nó mọc thẳng như thế này đó. Cây hồng buôn này thì hợp với cả mạch mộc và mạch hỏa nha mọi người, rất là dễ chăm sóc. Mình chỉ cần tưới nước và hai ba lần một tuần, vào những ngày mùa đông thì mình không cần phải tưới nhiều nước đâu đó. Đấy là rất là dễ chăm sóc đó. Thì đây, tiếp theo đó là ngay bên cạnh mình là một số loại cây hoa rất là đẹp. Ví dụ đây là một cái cây ngọc bích đó. Cây ngọc bích thì mọc khá là sum suê này. Ở đây có hai loại, hai dạng đó, cây ngọc bích mini này, cây ngọc bích tiểu trung này đó. Ngọc bích này có hai màu, màu này là màu đậm hơn này, màu hồng pha với màu xanh đậm, còn đây là màu vàng hồng, màu vàng viền hồng, và lá của nó là xanh nhạt nha mọi người. Đó, ngọc bích này thì rất là đẹp rồi, mình có thể trưng bày bàn làm việc này, hay là mình để phòng khách rất là đẹp, nhìn rất là cuốn nha mọi người, rất là độc đáo và đẹp mắt á, khá là lạ. Và đây là một số loại cây nhỏ nhỏ xinh xinh mình để bàn, mình trang trí này. Ví dụ như là cẩm nhung. Cẩm nhung thì có rất là nhiều màu, màu đỏ, màu xanh, màu trắng đó mọi người ơi, màu hồng này. Hoặc là có thể mua cái cẩm nhung mà nó đã mít 6 màu, mít 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 các màu với nhau như thế này, màu trắng, xanh, đỏ, vàng đó, rất là đẹp đó. Đây còn này nữa, đây là sen đá chuỗi ngọc, mọi người thấy đẹp không? Đó, cái phần dưới này là mấy cái loại sen mà nó đã già, là nó có màu xanh đậm này, và cái phần đầu của nó có màu trắng đó. Đó là kiểu là sen đá vẫn còn non đẹp. Cái loại chuỗi ngọc này thì nó khá là đẹp mắt, mình để có thể để bàn làm việc này đó. Mọi người thấy là một số cây này toàn là một cây mà mình có thể để bàn và nó rất là dễ chăm sóc mọi người ơi. Mấy cái loại sen đá này hay cẩm nhung đó. Cẩm nhung thì mình nên tưới nước thường xuyên nhé, không thì cây nó sẽ bị khô đó mọi người ơi. Đó, mình tưới nước ẩm đất đi để cho cây nó hấp thụ nước đó. Sen đá thì mình không cần phải tưới nhiều nước rồi. Các dòng sen đá đây mọi người ơi, có một số dòng sen đá này mình không cần phải tưới nhiều nước đâu đó. Các loại sen đá hay là xương rồng là mình rất là dễ chăm, mình để trưng bày này, mình lâu lâu mình tưới cho cây nó một ít nước thôi, một chút nước ở phần đất là cây có thể sống khỏe rồi đó. Tiếp theo đây, cái cụ tùng này, đây là cây tùng đen nha mọi người. Mọi người biết vì sao không? Tại vì cây này, cây thân của nó là thân màu đen mọi người ơi, thân gỗ màu đen nên gọi là cây tùng đen đó mọi người ạ. Mọi người nhìn rõ cái thân này này, thân của nó rất là đen và lá của nó là lá màu xanh đậm nha mọi người, xanh thẫm luôn ấy đó. Nên là lá của nó này nó bồng bày ra. Cái loại này là loại mini tiểu cảnh mà mình để trưng bày ở nhà, ở phòng khách hay là bạn làm việc cũng được đó mọi người ạ. Còn có kiểu là cây này có thể uốn thành bonsai rất là đẹp. Có cây to là to 1 2 3 mét thì bình thường, còn loại này chỉ có 20 30 phân thôi mọi người ơi. Mình để mini để ở nhà thôi, để ở trong nhà phòng khách đó mọi người. Đó, bên cạnh đó thì có cây lan ý này, mọi người thấy lan ý đẹp không? Đó, lan ý rất là đẹp luôn, nó đang có hoa nữa, và hoa này của nó thì phải chơi khá là lâu, 3 4 tháng mọi người ạ. Đó thì nó sẽ hết hoa và nó sẽ mọc ra mầm mới, và mùa sau nó sẽ ra hoa tiếp. Tại vì cây này cũng khá là dễ sống với mọi người, mình chăm chăm tưới nước là được. Tại vì cây này cũng khá là ưa nước nha mọi người. Nếu mà cây có dấu hiệu là nó bị úa đó, hoặc là nó bị rũ xuống như này là có dấu hiệu là cây nó bị thiếu nước, nên là mình chỉ cần bổ sung nước cho nó là nó sẽ mọc lên bình thường, xanh tốt như thế này luôn đó. Cây lan ý này thì thân nó mọc thẳng đứng này, lá của nó xòe ngừa xuống như thế này đó. Hoa của nó là hoa màu trắng nhá, rất là đẹp đó mọi người ơi. Đây
tiếp theo ở ngoài cửa luôn. Đây là cây đỗ quyên nha mọi người, hoa đỗ quyên. Hoa đỗ quyên này đang có rất là nhiều nụ luôn ấy mọi người ạ. Đó, nó có rất là nhiều nụ và đặc biệt là cái thân của nó đang mọc lên cái mầm này. Đó, mầm rất là đẹp luôn. Đó. Thì mọi người có thể trang trí ở bàn làm việc cũng được nè, ở phòng khách mà mình để trưng bày ở phòng khách khá là đẹp luôn. Đó, đây là cây ngọc bích này. Cây ngọc bích và cây lan ý mình đã chia sẻ rồi. Đây, tiếp theo cái dàn này. Cái dàn này là dàn mà mọi người thấy hình trụ hình tháp đấy chưa? Đó, có 5 tháp, à 4 tháp nha mọi người. Đó, có 4 tầng như thế này. Đây, tầng cao nhất sẽ là cây lưỡi hổ này, cây vạn niên thanh thủy sinh và cây tùng ren. Đó, tầng dưới này thì sẽ là cây cây vàng Singapore và cây ngũ gia bì. Đó, cây ngũ gia bì thủy sinh nhé mọi người. Và tiếp theo tầng dưới này thì sẽ là cây hạnh tiên thảo này. Đó, màu tím rất là đẹp luôn. Đó, đây là cây bằng Singapore và cái chậu của nó đây hình xoắn ốc như thế này. Đó, nó rất là cuốn đấy. Phần tầng dưới này thì sẽ có cây lá măng này, kim tiền. Và cây này là cây sao băng này mọi người ơi. Cây sao băng này sống khá là tốt đấy mọi người ạ. Đó, nó lên khá là cao và thân của nó thẳng. Và nhìn tổng quan là nó rất là đẹp luôn. Cái mầm của nó này nó vẫn còn đang lên mầm rất là nhiều luôn đấy mọi người ơi. Đó, còn đây là cây môn nước này. Cây môn nước mọi người ơi, cây môn nước thủy sinh. Cái loại này thì nó rất là ưa nước rồi, tại vì nó là dạng mà nó ưa ẩm đó mọi người ơi. Đây, phần tiếp theo ở dưới này, đây là cây tùng thơm mọi người ơi. Cây tùng thơm này thì bây giờ là đang chuẩn bị mùa Giáng sinh rồi, thì mình có thể mua cây tùng thơm này mình về trang trí thêm một chút phụ kiện, là mình có thể trang trí cả Noel luôn. Đó, mình để nấp đèn nhấp nháy mình cuốn xung quanh này, xong rồi mình thay cái chậu đẹp vào đi, xong rồi mình sẽ trang trí thêm một chút phụ kiện vào nữa, là một cây Noel rất là đẹp luôn ấy. Mình trang trí thêm một chút phần quà, hộp quà là nó rất là đẹp. Đó mọi người ơi, thì đấy là một số loại cây mà mình chia sẻ với mọi người nhé. Bye bye mọi người.